năm 2021, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, Võ Văn Tới, 32 tuổi, ngụ ở xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã bị lực lượng công an huyện bắt giữ theo quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích khi y đang ghé nhà người thân ăn Tết. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2020, Tới cùng bạn là Nguyễn Văn Mích, Phạm Văn Thông và Nguyễn Văn Nào tổ chức uống rượu tại nhà của Mích thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú. Sau đó, cả nhóm tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke và nhậu tiếp. Được một lúc thì Tới về trước. Đến khoảng 1 giờ rạng sáng hôm sau, Mích, Thông và Nào ra về rồi kéo đến nhà Tới, rồi chia tiền nhậu và hát karaoke. Tại đây, mẹ ruột và cháu của Tới ra nói chuyện với Thông thì đã xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Lúc này, Tới từ trong nhà đi ra, cầm cục gạch đá, đánh trúng vùng đầu và mặt của Thông gây thương tích 14%. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thì Tới đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú đã ra quyết định truy nã đối với Tới về tội danh trên.